Kè vãi nhầm à? Cá vền. Lấy con này về nướng đi. Làm một con đi. Ngon không? Béo ấy. Một cân này. Lấy thêm mấy cái con này nữa. Về nướng đi. Cá này là cá sông mà. Cá này xuất hiện đâu được suốt mà. Cá sông mà. Con này to nhờ, ngày trước mình câu. Ngày xưa câu con này là gãy cần đấy nhỉ. Xin chào quý vị các bạn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với Ado TV các bạn. Một video nữa tiếp theo trên kênh. Hôm nay thì mình sẽ ghi hình ẩm thực tại nhà mình. Và ngày hôm nay thì cái phụ nó lấy xe đi à? Nhà mình ngày mai sẽ có việc các bạn. Hôm nay thì mọi người đến đây giúp dọn dẹp các thứ. Lanh quanh thì mình nấu cơm ăn tối đây luôn các bạn. Đây có Úy, đây là Thùy. Mọi người đang chào mọi người trên kênh Ado TV nhá. Ăn nhậu. Ado chuẩn bị sang lộc kênh là ăn nhậu Tây Bắc. Trường kênh đấy có An Nhiệm. Kênh đấy phải có An Nhiệm. Đang đun bếp để trông đưa nướng cá các bạn nhá. Vừa rồi mình vừa ra chợ mua được mấy cái con cá sông ngon lắm. Mọi người bảo nướng là ngon nhất. Bây giờ đang đun bếp. Hôm nay thì trời mát mẻ nên là nướng thoải mái rồi. Thùy đang có con gì đấy? Mặc cầm cái gì đấy? À, con này cho cô Bình chơi. Con này con sâu cỏ mà. Con này là tiếng Tày là tô quáng các bạn. Cái con tô quáng này thì nó sẽ để ra những cái con sâu cọ ấy, nhậu cọ ấy. Mình chặt cọ thì tầm một tiếng sau nó về bâu đầy ấy, nó để con đấy. Ấu trùng của nó các bạn, chính là con sâu cọ. Con này nướng khá là ngon các bạn. Nướng con già nhé. Ừ, con già nướng ngon lắm. Nó cũng bùi bùi thế mà. Nó giòn giòn. Lạnh nhở? Thử lửa cái. Rồi bây giờ đi vào trong trong đây đi vào trong này để xử lý mấy con cá để ướp vào đã, xong tí nữa nướng xong. Bây giờ còn sớm mà, ghi hình trước rồi. Hả? Đây là những con cá. Ô sao em không đổ ra chậu hẳn đi? Đổ hết ra chậu đi. Anh bảo sống em sợ đi mất rồi. Vừa rồi đấy, đàn vịt đấy. Nó ngay gàng chưa? Đấy. Đây là những con cá vừa rồi mình mua ở chợ về các bạn. Có một con không phải. Vừa rồi chị kia bảo cá gì được quên mất tiền à? Nhớ to lắm các bạn này, nhìn nó vành vành to này, dơ đây xem nào. Dơ đây xem đấy. To ngang mặt Thùy luôn. Mọi người bảo là những con này nướng sẽ ngon hơn các bạn nhé. Con này nướng ngon này, nhìn nó như con cá chim ấy nhỉ. Nhưng mà xem mồm nó có. Ui, mồm nó cũng có răng ấy chứ. Đấy. Cá nào mà chẳng có răng á? Nó sắc này. Nó sắc như mồm cái chim ấy. Đây này, có một con cá bò nó còn sống này. Bây thả trong ao nó còn sống luôn đấy. Thả đi, không thả đi. Này. Một con cá bò nó còn đang bơi này, mình cho. Chả sống ở đâu. Hả? Ui, bọn này nó sống lai lắm. Nóng như này sống nào được. Này, nó vẫn bơi là nó còn sống mà. Cá trạch. Cá trạch đi câu một đứa con này chắc sướng ngất mất. Bây giờ câu suối toàn cái loại to bằng ngón tay thôi. Đoạn này nước đây về thì cái đoạn này sinh hoạt nó ok hơn rồi các bạn. Cô nhà mình. Ô cá này nó quả cháo gì đâu mà lấy mỗi cái tí ruột ra thôi mà em. Em đang bỏ rồi. Cá hôm nay thì sẽ không ướp riêng mẻ các bạn nhé, mình sẽ ướp mắc khén với ớt thôi. Ướp mắc khén với ớt, ướp theo kiểu khác đi. Lúc nào cũng ướp riêng mẻ thì nó ăn nhiều rồi. Hôm nay thì sẽ ướp mắc khén với ớt. Lấy hạt dổi các bạn để nướng lên. Thì đang mổ. Chút nữa sẽ nướng. Trong lúc chờ đợi thì mình ra đây mình nhặt một túi rau cho các bạn. Một túi rau đi.
Đây là một loại rau cũng là thuốc luôn các bạn. Rau ăn sống ăn kèm với thịt cá. Đó chính là lá ngũ gia bì. Cái này gói với cá nướng ngon lắm các bạn nhé. Đây là lá đinh lăng nữa. Ăn nó bùi 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 bùi. Vặt đi. Vặt. Cho nó lại lên tiếp. Ở thằng này có cây non này. Lá ngũ gia bì. Cái này trước kia mọi người không biết ăn nữa các bạn nhé. Hôm rồi mình mang về ăn thì mọi người bảo ơ sao cái lá này ăn được. Hoặc ăn với cá thế hơi chát chát bùi bùi. Xong bây giờ mọi người mới biết ăn. Đầu tiên mình cũng không nghĩ là nó ăn được đâu các bạn. Thế mọi người comment bảo là ăn với thịt cá ngon lắm thì mình mới đem thử ăn thôi. Mình chỉ biết trước đó thì mình chỉ biết nó là thuốc các bạn, thuốc xương khớp thôi. Cái này thì có thể lấy cái thân nó ngâm với rượu chữa xương khớp các bạn nhé. Hôm nay thì sẽ đảm nhiệm ướp cá các thứ luôn các bạn nhé. Đang giã cái đó, đó chính là hạt dổi mắc khén các bạn. Vừa rồi mình rang lên cho nó thơm, nó phồng lên rồi mình giã nó dễ các bạn. Cái gia vị của con cá này thì sẽ là có rau thơm các bạn nhé. Có rất là nhiều rau này, có gừng, có sả, có hạt dổi mắc khén các bạn. Chú bác đi vai á. Lấy châu. Mẹ, vâng mẹ lấy châu. Còn đằng này thì bác Cường, bác gái đang vò gạo nếp các bạn. Gạo nếp để ngày mai nhà có cỗ. Ngày mai nhà có cỗ. Các bạn đón chờ video ngày mai tiếp theo cái video này các bạn nhé. Ngày mai nhà có cỗ nên là sẽ phải vò gạo trước này. Làm cơm đỏ, cơm tím. Làm mấy màu bác Cường? Hả? Làm một màu tím thôi đâu. Làm một màu tím thôi các bạn. Bác gái bảo là già hết rồi, các cháu không hộ thì không ai hộ làm nữa đâu. Ơ cho luôn em. Cho gấp luôn. Cái làm phải ôm phải làm cái này nha. Cho luôn đi. Không lướt ủ đằng phê mà. Mẹ anh. Đừng đang phê mà pháo uống tổ pho pho này, ở má tả này khen bên mê. Anh không bóc cái mỡ này để cái mỡ này nó béo lắm này. Không sao đâu, nó mỡ để đấy, tí nó chảy ra nó mới ngon. Nó mới mềm, nó mới mềm thịt cá. Trong mấy hẹp kiểu lưu, chỗ mấy này hẹp hợp bay chưa ăn mấy điện ở lúc bác anh mở pháo ở tổ uống ăn. Mà cắn mưa mới hiểu sao. Mà ý phun bị phê ở mai ấn. Các bà thì đang bàn nhau làm làm màu lá, làm theo cách khác. Không biết là có ăn thua không. Ồ, mà nó để cắn cắn trong 6 bê giờ phé này chỗ mà tam cỏ. Cứa em ạ, khả năng con đấy cứa. Nè. Tam đi đâu tam không? Mấy hả? Có chày cối mà. Bác Cường đã hỏi đồ để giã cây cây ấy các bạn. Mình sẽ vào hộ thủy cho nó nhanh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cắm con nhỉ. Hả? Đúng rồi, hết cổ cắm con làm cái chuyện này đâu. Ừ. Ô, tao khác mi che đưa che đón mà. Mai có những loại nhà. Những loại che mình vợ, mình chưa thấy đâu. Có thể uống gì có thể gây quất kim lá khổ. Ờ. Tay như phát thể thành. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ. Hai con mà. Các bác thì đang bàn nhau cách làm màu mai đẹp nhất có thể. Còn đây thì bây giờ đem ra kia để nướng các bạn nhé. Đó. Còn cô Bin thì đang nhờ chị Vân chị trông chưa. Nó đang nghịch loạn hết cả lên khu này này. Đấy. Cái gì đấy? Cái gì đấy phụn? Lá cơm đỏ. Ui. Phải lá cơm đỏ không? Tăng cơm ủ tẩm của tím cỏ. Ơ, sao lá này lá nhỉ? Lá này khá, cho tẩm nó ấu tím mà, tẩm nó báo cạn tàu kheo nè, đúng không? Loài nè, loài này khá, mấy thức cà cơm đỏ. Cơm chưa thấy bao giờ? Loài này chưa thấy bao giờ? Hiện nhà thì chưa bán lấy về cái đất không lên, nó không lên rồi. Thế à? Phải tốt. Cái loài này nó màu gì hả bác? Màu, thấy màu, màu xanh, hay làm ra màu xanh, nhưng mình đun thì màu tím. Đun lên nữa thì màu tím mà. Nước không thì thành màu tím, còn cái này màu xanh pha. Ôi, có bằng này thôi á. Cái này nó ăn đấy. Cái bằng này sao có sao đủ được, cái đủ màu được. Có yến cơ mà. Đâu, đâu cái nhựa làm hai màu vào không? Cái này luôn nào, luôn vào bánh ngon. Đúng rồi, làm hai màu cũng được. Ôi, để bơm, bơm khổ đen không? Hả? Bơm khổ đen nó tốt cổ. Ông về mà cho các bà bàn nhau đi. Bà bảo là phải đi đào nghề đi phụn ạ. Đấy, chưa gì đã ai nướng ngủ đây rồi. Kẹp vào nướng đi em ơi, không tí nữa không kịp đâu, sợ muộn đấy. Mình sẽ vào đỡ thì kẹp nướng các bạn nhé. Con cá to này thì mình mổ qua cái đường lưng nó các bạn. Bây giờ mình sẽ nướng theo kiểu à, kèm với con bé trước đã. Tí nữa có hai vị mà thừa gia vị. Thừa gia vị thì mình sẽ ngày mai có cỗ các bạn nên là sẽ đi lấy cỏ với cho trâu luôn. Không thì ngày mai cả ngày ngày mai bận nên là không thể nào làm được. Đi lấy cho trâu cỏ cho trâu để ngày mai cho nó ăn. Ơ cho lên nướng đi vợ. Thế gạt cho nó sang đấy hết này, gạt gạt hết sang sang đằng này để cho nó đốt đằng này này, đúng không? Lấy cái to này nhá. Đỏ ngắt này, cái này đó.
Cảm ơn mà. Dạ. Cái Vân. Vân. Vâng. Hoàng Thùy có đôi dép màu đỏ xịn lắm các bạn. Dép tổ ong màu đỏ. Bình thường dép dép đi ở nhà thì cứ mang về đôi nào thì nó toàn mất đấy. Nên là từ lúc mua cái đôi màu đỏ này chả thấy ai lấy nữa. Lần sau hết đợt này sẽ mua đôi tổ ong xanh. À không, tổ ong vàng. Đúng rồi. Vàng của nam giới ấy, mọi người sẽ không lấy nữa. Hôm nay may mình nướng cá ở đây thì các bà mới có lửa để làm các bạn. Không phải phải đun. Làm cái gì đấy? Cá thì gần chín rồi các bạn nhé. Đây. Các bác thì đang có cái lá cơm đỏ ấy. Cái này làm gì đấy bà Trương? Làm cơm là một tím. Đun lên à? Đun lên. À. Vừa đun xong là lại làm một tím. Vâng. Hai màu đúng không? Còn đây các bạn. Ở đây là cái lá vừa rồi bác Cường đem về trộn với cho bếp các bạn nhé. Cho các bạn mình đốt cái rơm mình lấy cái cho rồi là mình sẽ trộn cùng và mình giã các bạn nhé. Cái này sẽ giã nát nó ra rồi lọc lấy nước của nó các bạn, nước nó sẽ ra màu tím. Màu tím thủy chung. Tím lịm. Mệt chưa? Biết ngay mà. Thấy giã liên tục mấy cái đều đều mà thấy dừng khoát là biết ngay các bạn. Lấy cái chày nặng ấy. Có cái chày nặng nữa mà. Nặng mà mới sang này. Đố từ giờ chỉ lợn này đấy. Cháu không tìm thấy, có lợn bác thì thấy thật lợn. Cháu đi tìm cho. Cho bà Trương tổng mân lên bà Trương đó. Đêm hôm đi bắt gà các bạn, bắt gà để còn mai còn có cỗ mổ. Mệt quá. Vừa rồi tìm được nó cũng mệt mà không biết thế nào bắt được nó. Vừa trèo lên cây nó đã đi rồi. Cái bọn này thì cái bọn nó no nó ngủ thấp, cái bọn này to to này nó ngủ trên cao. Mãi vừa rồi bắt được hai con ăn thịt gà. Muốn ăn thịt gà ở nhà vất vả lắm các bạn. Đuổi cả chiều không được, bây giờ chờ nó lên cây mới tìm bắt nó đây. Tìm bát nó, còn không ai nấu cơm đấy các bạn. Chắc tí nữa lên nhà chú ăn cơm. Nướng được mấy con cá. Đỏ ấm. Một đàn nữa. Bắt không? Đàn này hơi bé các bạn. Chạy tới mồ hôi. Bắt không? Xong, điểm. Nó bay như gà rừng luôn các bạn. Không thể nào mà lấy được nó. Nó đang trên ngọn cây này. Chịu chết rồi. Không bắt nữa. Bắt được 3 con rồi. Ui mệt quá. Bắt được mấy con gà. Toát mồ hôi. Ớt con tải mẹ. Mải đi đuổi bắt gà các bạn nhưng mà không nấu cơm nên nhà chú ăn cơm luôn các bạn. Nên nhà có nấu đâu, có mỗi cá à? Cá hôm nay nướng đây các bạn. Pa chí. Cá nướng gập các bạn. À, chiều nay gặp ngon hôm nay ngon mùa hè nữa. Có nhận ngon.
Đây cả nhà lên đây ăn cơm. Ông bà thì nấu cơm cho ăn ở nhà các bạn nhé. Cũng nấu để nhà lên đây ăn cơm cho đông vui thôi. Ngày mai bàn công việc ngày mai. Mời cô mẹ ăn cơm, cơm gì ăn cơm nhá. Người ta đang ngồi chật mà cô Bin ngồi chỗ rộng nhất. Đây nhà có đấy rồi. Mời cô Bin nhá. Mời người ăn. Không ăn đâu, cháu ăn thôi. Mất về. Mất về. Kì công. Cháu uống đi. Ba không uống rồi. Bà thật á? Chưa đây chắc say rồi. Thật mà. Nhẹ quá. À chưa đây uống rượu. Say rồi. Không uống cỏ nó. Uống nhiều rồi mà. Chồng cũng bị chết. Bà không uống mà. Để chết thôi thôi mà. Để chết á. Để chết. Có nhìn. Nó không hơi là bà đi. Đây nó không em biết tự cười. Sao mẹ làm phòng phòng phát cái được không ạ? Sao? Bất bả, chẳng kể. Bất bả sao? Bên này... Chà nó mệt quá. Phụng con nói thì biết thôi, nó đang khóc không mở mắt ra. Nhìn cái phụng nó khóc. Nhìn nó nữa không? Nhìn lâu chó đi sao? Chó, bà con lên đây hết á. Đấy đi đâu? Lên cái kia đấy, lên cái sơn của mấy kia. Bây giờ là bà làm bà nhà là bây giờ vườn cây cháu bà đi bà con nào bà này nhà nào bà đâu bà đâu bà kia bà bao nhiêu bao nhiêu không còn ngoại cho ngoại đó gì ta đâu biết rồi mà tầm 5 triệu cái này mới là con rồi xin đuổi rồi đấy ngay rồi này mới xong con rồi 5 triệu đó ở đâu xích nó hờ lò, khoe mình xích ở đó đấy nào. Cái thoa đúng mua con cái này rồi, nó còn đó mà đang đứng đấy. Cái này là ai? Cái này là. Mà đem ăn, bà bán cho mua đồ á. Không về. Ôi, biết con đứa con gì cá đấy không về. Cứ sờ sờ khóc mà. À, quên mất, bác sửa bà lấy nó cho em một anh. Người ta đồng ý cho rồi.